quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thùy Tiên đạt được thành tích mới khi về Việt Nam, chứng minh sức hút cực khủng. Thành tích mới của Thùy Tiên được cư dân mạng chúc mừng liên tục. Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành cái tên thu hút đông đảo sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Đặc biệt là sau khi về nước, người đẹp còn được khán giả cổ vũ và ủng hộ hết mình. Bằng chứng là trong buổi lễ diễu hành dành cho riêng mình, nàng hậu đã liên tục bật khóc trước sự chào đón quá nồng nhiệt từ đông đảo cộng đồng fan. Cho đến mới đây, Thùy Tiên đã chứng minh sức hút cực khủng của mình khi lập được hai thành tích mới cực kỳ ấn tượng. Cụ thể, trên story ở Instagram cá nhân, nàng hậu hạnh phúc chia sẻ hình ảnh tài khoản Instagram đã cán mốc 400.000 người theo dõi. Không chỉ vậy, trên FC của người đẹp cũng đã đạt đến con số 50.000 thành viên. Quả là những con số vô cùng ấn tượng mà khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Thùy Tiên đạt được loạt thành tích mới sau khi về Việt Nam. Vào sáng ngày 14 tháng 1, Thùy Tiên cũng đã đăng tải loạt ảnh có mặt tại Sở Văn hóa và Thể thao. Trong lần xuất hiện này, cô nàng diện áo dài trắng, khoe nhan sắc thanh thoát, vẻ ngoài thuần khiết và nhẹ nhàng. Đính kèm với loạt ảnh, tân Miss Grand cũng chia sẻ, Tiên và chị Dung cảm thấy rất vinh hạnh khi được đến Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh để được nghe chỉ đạo và lời chúc mừng, động viên và định hướng hình ảnh phụ nữ trẻ của Việt Nam khi ra nước ngoài. Thùy Tiên sẽ cố gắng hết sức để quảng bá hình ảnh cho văn hóa và du lịch nước nhà. Hình ảnh mới nhất của Thùy Tiên được dân tình khen ngợi hết lời. Từ ngày về Việt Nam, Thùy Tiên rất chăm mặc áo dài để khoe nhan sắc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.